Từ trưa ngày 4 tháng 8, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về việc nhiều xe ô tô bị bùn đất vùi quá nửa bánh xe với thông tin cảnh báo Hồ Đồng Đò, Minh Trí, Sóc Sơn ngay lúc này, hậu quả của phá rừng. Sạt lở tắc đường ở Đồng Đò khiến dư luận rất quan tâm. Chiều cùng ngày, ông Đinh Văn Bảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội cho biết, từ trưa cho tới thời điểm hiện tại, ông đang ở khu vực Hồ Đồng Đò, thôn Minh Tân, xã Minh Trí và hoàn toàn không có chuyện đất đá sạt lở vùi lấp cả đoàn xe ô tô như hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi đó, ông Nguyễn Đình Cường, cán bộ thôn Minh Tân cho biết, những hình ảnh về sạt lở, bùn đất vùi lấp cả đoàn xe ô tô đang lan truyền trên mạng là ở khu vực thôn Ban Tiện, xã Minh Phú, giáp với thôn Minh Tân, xã Minh Trí, Sóc Sơn. Làm rõ hơn thông tin này, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Phú cho biết, sáng nay sau khi mưa lớn nhiều ngày, thì tại khu vực thôn Ban Tiện và hồ Ban Tiện đã xảy ra sạt lở đất đá từ trên đồi xuống dưới đường, và những hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội là ở khu vực thôn Ban Tiện. Tuy nhiên, việc sạt lở này là do mưa lớn làm nước chảy từ trên cao xuống, kéo theo bùn đất vùi lấp nhiều ô tô phía dưới, không phải sạt lở do phá rừng. Ông Tâm cũng cho biết, khu vực bị bùn đất vùi lấp kéo dài khoảng 100 mét và không có thiệt hại về người.